Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết chiến tranh của tác giả Hữu Mai với nhan đề Cao điểm cuối cùng, câu chuyện về người lính và những trận đánh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Phần thứ hai Chiếc đèn dù của địch phụt tắt, đồn địch lại chìm nghiềm trong bóng tối ngột ngạt khói đạn. Tiếng động cơ máy bay đang ẩm ý đều đều trên không, bỗng phát ra những tiếng khô dạn của hai vật bằng kim khí cỏ sát vào nhau nhiều sắp vỡ ra trung đội trưởng cương đang vỗ vai người đi trước né tránh cho mình vượt lên bất thần một sức mạnh quật anh ngã xuống lòng hào có những vật to lớn nặng nề tới tấp lao xuống người anh cương nghe tiếng đạn bay xiết quanh người trước mắt anh là một khoảng đen thăm thẳm có vô vàn vì sao sáng đang tan vỡ tinh lạc người chết chắc là cái này anh muốn kêu to lên bố ơi con chết rồi nhưng có cái gì đút nút trong cổ họng trong bóng tối mông lung hiện ra bộ mặt dân rúm của bố anh hai con mắt đang mở to nhìn anh, cặp mắt của người già như bọc một lần màng che mỏng. người anh lâng lâng bay vút lên, nhưng lát sau cái nhẹ nhàng đó tan đi mất. anh thấy tức thở và có một khối gì rất nặng đè trên người mình. rồi anh nghe rõ tiếng liên thanh vẫn nổ, đạn đi sát xịt ngay trên đầu. anh nhận ra mình vẫn còn sống và cái vật đang đè nặng trên người là những bạn đồng đội có lẽ đã hy sinh. sờ tay vào má, nhơm nhấp, anh bị thương rồi nhưng anh vẫn chưa cảm thấy rõ ràng mình đau ở đâu. Cương nhớ lại những lần bị thương trước kia, đạn vào người cứ ngọt như không, chỉ lúc sợ thấy vết thương mới biết đau. Anh thử cố vặn người thì thấy đồng chí đè trên anh hơi bị lật sang bên. Người anh nhẹ đi. Anh đã nhìn thấy những tia lửa đỏ đang vun vút rít gió trên đầu. Anh biết nếu động mạnh thì lập tức nó sẽ lao xuống tìm mình ngay. Cương cố nghền đầu quan sát phía trước. Cách anh chừng hai thước, giao thông hào có một đường rẽ sang trái tới đó anh sẽ tránh được luồng đạn ác liệt của khẩu đại liên này. Đèn dù của địch hết chiếc này đến chiếc khác nối nhau tỏa sáng trên đầu. Bỏ đi bây giờ khéo địch trông thấy mất. Và anh lại lo. Lỡ mình đã bị thương ở chân thì sao? Chả nhé cứ nằm đây chịu chết. Chợt thấy súng địch ngừng nổ. Và có tiếng lách cách. Cương dùng hết sức lực hất người đè trên mình sang bên. Trồm dậy lao lên. Chạy tạt sang đường hào bên trái. Tên địch thay băng xong. Đạn lại xối xả sau lưng anh nhưng chỉ làm tung đất ở bờ hào bụi mù. Cương thấy mình vẫn đi lại được nhẹ nhàng. Anh đi quanh quần một lúc, không tìm được anh em nào trong trung đội. Mấy người lố nhố bên một ổ súng. Anh lại gần, nhận ra tiểu đoàn phó quân đang đứng với hai chiến sĩ. Dưới chân là một hòm đầy lựu đạn mỏ Việt. Người chiến sĩ với khẩu súng trường giải quyết đất đó, đi tha thủi giữa những chiến hào đổ vỡ vắng ngắt. Chốc chốc, bóng anh bị khuất trong những đám khói lầm khét lẹt. Khi khói tan, cái bóng bé nhỏ đó lại hiện ra. Anh ngơ ngác ngó quanh ngó quần, như tìm kiếm cái gì rồi lại lưỡng thững đi. Trừ những quả đại bắc từ xa lao tới nổ cầm canh đều đều, đồn địch lúc này im ắng một cách rất căng thẳng, khó chịu. Ánh đèn dù, sương đêm, khói đại bác quyện vào nhau thành một màu bàng bạc, ngột ngạt. Trong chiến hào, những xác chết nằm còng queo giữa những đống đồ hộp xám xìn và những viên đạn đồng vàng chóe. Một chiếc radio quân dụng bị vứt ở góc hào đang léo nhéo những tiếng lạ tai. Một chiếc ba lô cóc chặt căng lấp ngang lối đi như một tảng đá. Chắc là toàn bộ gia tài của một tên lính đánh thuê. Anh ta lờ đáng bước qua tất cả những thứ đó. Này, cậu kia, lại đây. Người chiến sĩ quay phát lại phía có tiếng gọi. Khẩu súng anh vừa kéo lê bên người, đã nằm gọn trong đôi tay ở tư thế chuẩn bị. Một bóng đen khác xuất hiện ở ngách giao thông hào trước mặt anh. Chừng nhận ra mảnh vải trắng tín hiệu đeo chéo trên người người vừa gọi mình anh hạ súng xuống sách ở tay, rào bước đi lại. Cậu ở C nào? C1, sao lại đi một mình? Tôi lạc đơn vị. Ngồi xuống đây, chén miếng bánh đã. Họ ngồi xuống mấy hòm đạn bị vứt ngổn ngang trong chiến hào. Đơn vị anh gói bánh trưng à? Bánh trưng đâu, nắm cơm, nhưng dính nước nát cả. Vứt mẹ nó đi rồi. Cắt cút chiến lợi phẩm đây, chén đi hình như mấy tiếng chiến lợi phẩm làm cho người chiến sĩ bé nhỏ vừa chìa tay ra vợ rụt ngay lại anh nói tôi không biết ăn cái này đâu dễ ăn thôi bánh quy đây mà ăn đi để lấy sức mà đánh người bé nhỏ vẫn từ chối chiến sĩ kia cũng không nài thêm anh ta cầm liền một lúc mấy chiếc bánh nhai sồn sột anh ta ăn rất nhanh rồi đứng dậy kiếng chân nhô đầu lên khỏi giao thông hào nghiêng ngó một lúc quay về phía người bé nhỏ hỏi bắn được trung liên không không, anh ta lặng thinh. Một ngọn đèn dù vừa tỏa sáng vòng vặc trên đầu họ. Có lẽ anh bé nhỏ lúc này mới nhìn rõ người đang nói chuyện với mình. Bộ mặt lấm tấm đầy mảnh lựu đạn như nắm sôi đỗ đen, tím bầm và méo mó đi một cách ghê sợ. Anh bị thương à? Có đau không? Người bé nhỏ hốt hoảng hỏi. Anh thương binh không giả nhời, chìa bàn tay phải dập nát máu đã đông lại. Cậu băng hộ tứ cái, Người bé nhỏ có lẽ sợ làm đau bạn nên đôi bàn tay cứ lóng nga lóng ngóng. Người thương binh vẫn với giọng thản nhiên. Cứ thít chặt lại, nó tê đi rồi không đau đâu. Trong khi chờ bạn băng xong, người thương binh nói ý định của mình. Tớ tưởng cậu biết bắn trung liên, Đình nhờ cậu yểm hộ cho tớ lên bộc phá cái lô cốt kia. Nhưng, thôi được, tớ sẽ bí mật bỏ lên. Mẹ tiên sư nó, cả trung đội tớ bị với cái lô cốt này. Trung đội tôi cũng bị với nó đấy buộc chắc vào cho tớ. Tớ kiếm được hai quả bộc phá khối kia. Phải chập đôi vào đánh mới ăn thua. Người bé nhỏ rụt rè. Anh bị thương nặng rồi. Ra đi. Lát nữa có anh em khắc vào. Ra thì ra từ nãy rồi. Ở đây làm đích gì đến bây giờ. Tớ phải cho mấy thằng này tan sắc. Tớ giao cho cậu ba thằng tù binh trong ụ này. Có một thằng lính ngụy nói tiếng Tây được đấy. Giữa lúc ấy, từ ụ súng cạnh đó phát ra một thứ tiếng kêu mạn dợ làm người bé nhỏ vội nhỏm lên ngó quanh. Người thương binh chạy lại bên ụ súng, nói, có câm đi không? Lộ mục tiêu, ông cho một phát chết ngóm bây giờ. Tiếng xì sổ trong ụ súng, rồi tiếng người nói ra. Nó bảo nó đau và hát lắm. Thằng địch trong ụ súng lại càng kêu giống lên bằng thứ tiếng là tai ghê giận. Người thương binh đứng thần một lúc, anh ta quay về chỗ ngồi ăn đồ hộp ban nãy, tìm bới lung tung. Một lát anh quay lại trên ụ súng anh đưa cho nó mấy chiếc kẹo này bảo nó càng kêu càng khát im đi lát nữa đánh xong đồn sẽ được đem ra ngoài tiếng rên la của tên địch bị thương dịu dần cậu là tân binh phải không giọng người bé nhỏ thực thà tôi mới đi bốn tháng nay xê cậu vào hướng này cậu chiếu thẳng đám dây thép gai đen đen trên cái u súng bằng gạch kia mà ra thì gặp anh em đi trạch là lạc vào chúng nó nhưng chờ đó tí đá nếu tớ không diệt được lô cốt thì cậu ra nói với anh em vào đánh tiếp cậu không biết bắn trung liên à làm người lính súng gì cũng phải biết mới được tớ chỉ còn một tay không thì tớ bảo cậu cách bắn một thoáng là bắn được ngay ở đây khối đạn tha hồ tập người thương binh cúi xuống nhấc hai quả bộc phá đã được buộc chập vào nhau đặt lên thành hào anh đặt cẳng tay lên trên bờ hào dùng chân đạp sang vách hào bên kia để leo lên người bé nhỏ níu lấy áo người thương binh anh để tôi lên cho, tôi đánh bộc phá này được. Người thương binh ngoái đầu lại, đôi mắt bị những vết thương sưng húp làm cho chỉ còn nhỏ tí. Cậu không lên được, lỡ ngớ chết vô ích, để mặc tơ. Anh chiến sĩ tân binh đứng nhìn theo, quên cả việc đặt khẩu súng trường trong tay lên thành hào phòng lúc cần sẽ yểm hộ cho bạn. Người thương binh nằm dán mình trên mặt đất như một xác chết. Mỗi lần đèn dù xuất hiện, hay khói đại bác tan đi, lại thấy anh ta nằm gần cái ụ đất cao ở đỉnh đồi hơn cuối cùng anh ta lên tới lô cốt địch một đám lửa lóe lên trên đỉnh đồi khói đen trùm kín ụ đất tan rồi người chiến sĩ bé nhỏ reo lên nhưng đến khi khói đã tan anh lại thấy ụ đất vẫn ngạo nghễ nằm đó không còn nhìn thấy người thương binh đâu rồi một chùm đại bác địch lao xuống ngay nóc lô cốt khẩu súng trường trong tay anh rơi xuống đất Người bé nhỏ lại kéo lê khẩu súng trường đi tiếp về phía sau. Anh đã bỏ quên ba tên tù binh vẫn ngồi trong ụ súng. Anh chiếu hướng người thương binh đã chỉ, hướng có đám rào gai đen đen trên nóc chiếc lô cốt gạch nham nhở. Nhưng mới được vài chục thước, anh đã dừng lại. Anh vừa nhận ra cái ụ súng nhỏ nằm há mõm như con cá chê bên tay phải mình. Cái ụ súng im lặng suýt nữa làm anh mất mạng nếu không được trung đội trưởng nhanh tay kéo lại anh đã bắt gặp đường hào lúc nãy tổ anh tiến theo trung đội về phía ụ đất cao. Khi đó đang đi thì bất thần nghe súng nổ trước mặt, đạn xuyên vào bờ đất cạnh người anh bụi mù. Những người đi trước anh, quay chạy lại, đâm sầm vào anh. Anh cũng hoảng hốt lao đầu chạy. Lúc đã hoàn hồn, anh dừng lại, chung quanh không còn ai. Và khẩu súng trường đem theo cũng đã rơi đầu mất. Việc đầu tiên của anh là phải lấy lại một khẩu súng. Súng địch đủ các loại nằm như củi trong giao thông hào có những khẩu tiểu liên bán gặp chắc là còn rất mới đen nhánh nhưng anh chỉ chọn một khẩu súng trường ở nhà ra đi anh mang súng trường mà sau đó anh đi tìm đơn vị lời dặn dò của đồng chí tổ trưởng phải bình tĩnh trong trường hợp nào cũng bám sát lấy tổ luôn luôn ám ảnh anh thế là mình không thực hiện được những lời hứa hẹn thi đua trước tổ rồi mất súng lạc đơn vị giá lúc ấy bình tĩnh một chút nhìn anh em chạy theo một người thì bây giờ đâu phải lo lắng sáng mai về gặp cậu lạn cái cậu mũi hếch hay trộn anh cái cậu thường nói bâng quơ trước mặt anh thằng nào vào tổ này cũng phải dũng cảm cứ nhát gan là chúng ông khai trừ khỏi tổ trả về đại đội liệu họ có trả anh về đại đội thật hay không anh định dừng hẳn lại đây không đi về phía sau nữa chờ xem có gặp ai nếu địch đến thì đã có súng đạn gây rồi chợt anh nhìn thấy một người đội mũ nan từ trong ụ súng chui ra ai đấy cậu ở đơn vị nào người kia hỏi lại anh anh nhận ra tiếng nói của đồng chí tổ trưởng anh ngọ phải không người tổ trưởng nhảy bổ lại ôm chầm lấy anh nói líu cả lưỡi tao tưởng mày chết rồi phấn con có bị thương không không ngọ hỏi dồn dập có gặp cậu nào ở trung đội ta không có thấy anh cương đâu không phấn lắc đầu rồi nói tôi mất súng rồi trong đồn thiếu đếch gì súng mà súng cậu đây thôi súng tôi mới lấy của địch. Được, khẩu nào tốt cứ lấy mà dùng. Súng của tớ tắc, tớ cũng thay khẩu khác rồi. Này, lúc ấy anh Cương đi trước cậu hay đi sau cậu? Phấn ngẫm nghĩ rồi nói. Anh ấy đi sau nhưng đã vượt lên trên tôi mấy người. Thế thì không khéo anh Cương hy sinh rồi. Hai người đứng lặng đi một lúc, chợt ngọ reo lên, mấy cậu nào kia. Hai người treo tín hiệu đang thùng thình đi về phía họ. Ngọ hỏi, xe nào đấy? C3, không phải người thuộc đại đội họ. Chờ hai người đến gần, ngọ hỏi tiếp. Các đồng chí vào hết chưa? Vào hết từ đời nào? Đại đội ba đi cuối cùng tiểu đoàn. Ngọ thắc mắc. Thế anh em đâu cả? Đánh từ tối đến giờ còn độc hai thằng đây thôi. Các cậu ở C nào? C1. Họ nhìn nhau lặng thinh. Hình như họ muốn nói với nhau. Thế là không xong rồi à? Áo đồng chí làm sao ướt thế kia? máu đấy, tớ bị thương. Bị thương ở đâu? Khắp người. Người mới tới dựa khẩu tiểu liên vào bờ hào, cởi chiếc áo chấn thủ vấy đầy máu, nói với ngọ. Cậu sở hộ xem tớ bị thương ở những chỗ nào, tớ sở đâu cũng thấy máu cả. Ngọ sở khắp người anh ta, rồi nói. Khô lắm, không thấy gì, cậu xem có đau đâu không? Anh ta vung tay vung chân, vặn vẹo người một lúc rồi mừng rỡ. Tớ không việc gì rồi, máu các cậu hy sinh chảy vào tớ lúc nãy sờ vào trong người chỗ nào cũng thấy nhớp thấy rát mới lạ chứ yên trí vẫn còn thọ ngọ rủ những người mới tới vào trong sụ súng họ nghe một tiếng tách nhỏ và cả gian hầm bừng sáng ngọ gặt những hòm đạn ra chung quanh rồi bày một hộp bánh kẹo ra giữa hầm anh lăng xăng soạn sửa như chủ nhà có khách đến chơi người lúc nãy nói là bị thương có bộ mặt dám nắng hằn nhiều vết lang bỏng nắp na như vẽ hoa anh ta nhấc hộp đèn chạy bằng pin lên xem, mùm mìm, tay mắc điện cho các sĩ quan Việt Minh ăn tiệc. Người kia mặt tròn căng trông ngây ngô đến hay. Từ khi đến, anh ta chẳng nói một câu. Ngọ mở một hộp bánh mời các bạn. Ăn đi, các đồng chí. Thấy phấn còn trần trừ, ngọ nói. Ăn được, ăn để lấy sức chiến đấu, không phạm chính sách đâu. Mọi người ăn ngon lành. Riêng phấn vừa nhai một miếng bánh đã nhăn mặt. Anh ngọ ơi, tôi không làm sao nuốt được. Cổ họng khô như ngói ấy. Khát chết mất. Ngọ lắc hết mấy chiếc bi đông trong hầm. Không chiếc nào còn một giọt nước. Tớ đi kiếm nước. Ngọ cầm một chiếc bi đông đi ra ngoài. Anh lang mặt hỏi Phấn. Cậu cầm súng trường mắt phải không? Phấn gật đầu. Cho tới mượn cái lê tí. Anh ta móc túi lấy một gói ni lông màu cánh rán thong thả mở ra. Những sợi thuốc lào bên trong bẹt dí bết vào nhau như một lá thuốc cao anh bứt một điếu để lên miệng hà hơi cho sợi thuốc mềm lại rồi vê tròn đặt vào chiếc lỗ nhỏ ở một đầu cán lê anh ngậm đầu cán lê kia vào miệng bật lửa châm thuốc hút một hơi rất ngon lành phấn chăm chú ngồi xem khi thấy làn khói đắng từ miệng anh ta tuôn ra phấn mới thật tin chiếc lưỡi lê của mình có thể dùng thay ống điếu một lúc anh ta hé cặp mắt lim dim hỏi phấn cậu không biết hút thuốc à nhớ ai như nhớ thuốc lào ngọ cầm chiếc bi đông ở ngoài đi vào đưa cho phấn nước đây, tu một hơi cho đỡ khát. Phấn ngửa cổ uống ừng ực, dốc ngược cả bi đông. Mát ruột quá. Phấn liếm môi thèm luồng, và lúc đó mới nhận ra trong nước có một vị gì mần mặn. Phấn hỏi, anh lấy nước ở đâu? Nước tớ làm ra, ngọ nói xong cười sằng sặc. Anh lang mặt cũng tùng tìm trước vẻ mặt ngơ ngác của phấn. Nước giải đấy mà. Nước giải uống cũng khỏi khát à anh lang mặt vẫn dựa lưng vào vách hầm mắt lim dim nói chêm. Thì giải khát mài. Phấn bắt đầu cầm bánh ăn ngon lành, ngọ bàn. Ăn xong ta ra ngoài bố trí. Anh lang mặt giọng hơi lẹ nhẹ. Ngồi nghỉ tí nữa. Mấy thằng thế này đánh đấm gì? Mình không đưa thêm quân lên, thì tớ cho cứ nhùng nhùng nhằng nhằng đến sáng. Nó giá đại bác vào đồn mạnh thế này là nó có hầm sâu tụt cả vào rồi. Mình hết quân đếch làm gì nó được. Nó cũng không dám thò đầu ra ngoài cứ bình tĩnh yên trí ngồi nghỉ thấy đã. Ngọ cãi, đánh nhau mà lại chúi đầu ở một xó à. Ta ra thôi, các đồng chí bố trí ở đây, tôi đi tìm được thêm ai thì bảo về, chúng mình lại tổ chức đánh nữa. Khi họ ra ngoài, anh lang mặt lừng khừng đi sau miệng lầm bẩm Đấy rồi các cậu xem, ta không còn ai mà địch cũng đếch dám ra đâu. Ngọ vừa bố trí mỗi người ở một góc hào cảnh giới các mặt xong, thì địch bắn vào đồn một chập đại bác dữ dội chưa từng thấy. Lần này, ngoài thứ đạn nổ ngang mặt đất, chúng còn bắn thêm loại đạn nổ trên không và đạn lân tinh. Dứt loạt đại bác, liên thanh của địch bắn như mưa như gió. Một lưới lửa rất dày trăng trên đầu họ. Tưởng chừng giơ bàn tay lên khỏi miệng hào chỗ nào cũng có thể dính đạn địch. Ngớt cơn mưa liên thanh, lại đến những tiếng lựu đạn nổ liên tiếp ngọ đâm nghi. Nhoai người lên miệng hào, nhìn về phía đỉnh đồi. Anh bỗng nhận ra sau màn khói lựu đạn, lỗ nhố xuất hiện rất nhiều bóng đen. Ngọ vội nhảy xuống hào kêu lên các đồng chí, chuẩn bị đánh địch phản kích. Bọn lính địch này vừa ở mừng thanh lên, không gặp sức kháng cự của quân ta. Chúng tin tưởng ở trận Đại Bắc vừa rồi, vừa dê tiểu liên, ném lựu đạn, vừa tiến. Ngọ nói với mọi người, chuẩn bị lựu đạn, bao giờ tôi bắn thì các đồng chí ném một loạt. Lựu đạn của địch ném đã vượt qua đầu họ, những bóng đen mỗi lúc một thêm to lớn kềnh càng trước mặt. Nòng súng tiểu liên của ngọ đã chiếu vào một thằng không mang súng, một tay cầm can, một tay cầm đèn pin. Những quáng hào đại bác phá vỡ nham nhờ nằm im như chết trước mặt bọn địch. Tuy vậy, chúng vẫn tiến quân rất cẩn thận. Đi chừng vài thước chúng lại dừng ném lựu đạn tới tấp và lia tiểu liên dàn giạt. Yên chí là con đường đã được dọn sạch, chúng mới tiếp tục tiến. Khẩu tiểu liên của ngọ bất thần chút đạn vào tên chỉ huy. Lựu đạn của ta nổ rất đanh giữa đám đen hỗn độn. Bị ta đánh chúng vào bất ngờ, địch kêu la, quay đầu chạy tán loạn tiểu liên của ta nổ đuổi theo quật ngã thêm một số. Bọn ngọ thắng lợi đật đầu, phấn con sách từ đâu về một khẩu trung liên, chạy đến chỗ ngọ. Anh bảo tôi bắn với. Đồng chí la mặt C3 nói với phấn. Cậu mang lại đặt chỗ tớ, hai đứa cùng bắn. Đi khuân thêm đạn về đây, tớ sẽ bảo cho. Trận địa của họ đã bắt đầu bị lộ. Địch dùng súng cối cỡ nhỏ, đạn AT và xì tốc rót vào các ngách hào họ bố trí. Ngọ bảo anh em tạm lui vào hầm, còn mình vẫn đứng cảnh giới bên ngoài. Mấy lần ngọ nhô đầu lên, đều thấy bên phía C3, cái đồng chí có bộ mặt trông ngây ngô đến hay cũng đang đứng chăm chăm nhìn về phía đỉnh đồi. Những mảnh đạn địch bay vèo vèo làm ngọ lo ngại cho anh em. Ngọ gọi. Này đồng chí, đồng chí C3 ơi, thấp đầu xuống nó đang bắn đấy. Ba bốn lần gọi, cậu ta chẳng trả lời. Hai người chỉ cách nhau không đầy chục thước. Cái đầu cậu ta vẫn ngênh ngênh, ngọ bực mình chạy đến tận nơi, kẻo áo cậu ta ngồi xuống giao thông hào. Chiến đấu phải anh Dũng nhưng phải biết giữ mình chứ. Anh ta ngơ ngác trước thái độ cao có của ngọ. Nói gì, tôi không nghe thấy đâu. Lúc đó ngọ mới hiểu tại sao anh ta có vẻ mặt như ngây ngô, hai tay anh ta đã bị đại bác làm điếc đặc. Sợ nguy hiểm cho anh ta, ngọ ra hiệu cho anh ra khỏi đồn. Không, không, đánh xong tôi mới về. Tiếng anh ta oang oang, có lẽ sợ ngọ vẫn chưa nghe rõ câu nói của mình anh ta lại tiếp tay điếc tay không điếc đâu anh vừa nói vừa xua tay rồi lại vỗ vào khẩu súng mặt đất vẫn rung lên đều đều một thứ chấn động là lạ không giống như sự rung chuyển khi đại bác nổ những tiếng ầm ì từ xa vẳng lại mỗi lúc một gần lát sau có những tiếng nổ rất đanh như xé màng tai ngọ từ trong hầm vừa bước ra ngoài hào mắt bỗng bị lóa đi vì một đám lửa lớn cả người anh nóng rát như bị vứt vào trong một lò than. Anh ngó đầu nhìn về phía đỉnh đồi thấy một ngọn đèn pha sáng rực. Định thần nhìn kỹ, một chiếc xe tăng đen xì đang tiến chậm chậm về phía anh, vừa đi vừa tuôn ra những tiếng nổ rất đinh tai. Ngay lúc đó, ngọ lại thấy một lưỡi lửa đỏ liếm dài trên mặt đất phía bên phải, tỏa ra một mùi hăng hăng như mùi bom napalm. Ngọ chưa hiểu ra sao thì có người nói to bên tai. Đồng chí cho tôi lại diệt thẳng mang súng phun lửa anh quay lại thấy người chiến sĩ bị điếc vì Đại Bắc đứng sau lưng mình. Nó ở chỗ nào, đồng chí chỉ cho tôi. Không nghe thấy gì đâu, tôi đi đây. Ngọ biết mình nói với anh ta thì mình lại nghe. Ngọ chỉ vào tay anh ta và xua tay ra hiệu. Anh ta lắc đầu. Không việc gì đâu, tôi trông thấy nó rồi. Anh ta cầm thủ pháo trong tay chạy vụt đi theo con đường hào bên trái. Ngọ không kịp làm gì thêm, chiếc xe tăng đang tiến lại phía anh môi lúc thêm gần bất giác ngọ sở tay lại sau lưng tìm quả bộc phá đánh tăng. Nó đã rơi đâu tự lúc nào. Bên phía phấn con bố trí, đồng chí lang má đang vội vã hướng dẫn nốt cho người tân binh những điểm cuối cùng trong bài học về bắn trung liên. Bấm hết nấc buông ra ngay là đi ba viên một. Khi nào nóng quá thì đái vào nòng. Bắn nó rồi thì phải di chuyển vị trí luôn không nó truy lại. Cậu giữ lấy súng, tớ đi đây. Anh tháo thêm một quả thủ pháo ở thắt lưng của phấn, nhảy lên giao thông hào và từ từ trườn người về phía xe tăng địch. Hai quả thủ pháo nổ dữ dội. Chiếc xe tăng gầm lên rồi thụt lùi về phía sau. Ngọn đèn trên xe quay gần về phía anh lang má. Tìm được kẻ địch rồi, nòng súng xe tăng bắt đầu trúc xuống. Cái nòng súng như chiếc vòi hút máu của một con quái vật. Tối nay, trong những phút chiến đấu ác liệt Tuấn thấy mình đã khác với con người của chính mình cách đây chưa đầy một tháng. Không phải cái hố sâu thăm thẳm và giá ngắt của thần chết bớt đe dọa anh nhưng anh đã nhận thấy rõ ràng, thà chịu đựng những phút dần giận, toát người ở nơi bom đạn, còn dễ chịu hơn chúi đầu trong một căn hầm phía sau để chịu những giày vò cắn rứt trong tâm hồn. Anh đã tìm thấy sự yên tĩnh và nguồn vui ngay trong hoàn cảnh chiến đấu gay go khốc liệt này. Sau cuộc học tập chính trị mùa hè năm 1953, Tổng cục Chính trị có chủ trương đưa một số cán bộ và đơn vị chiến đấu về để tăng thêm chất lượng cho cơ quan, đồng thời đưa một số cán bộ ở cơ quan lâu ngày ra thử thách rèn luyện trong chiến đấu. Từ đoàn văn công của tổng cục chính trị, Tuấn Vác Ba lô về tiểu đoàn 2, nhận chức chính trị viên phó tiểu đoàn. Như vậy anh nhận chức vụ mới thấp hơn chức vụ cũ của mình một chút. Đó là một cách để anh rèn luyện làm quen dần với công tác mới. Hồi mới về đơn vị, trong những buổi học tập quân sự của cán bộ, người ta thấy anh chỉ ngồi nghe không nói. Những cán bộ chưa biết anh, hỏi các bạn anh là ai, thường được người kia trả lời, cán bộ văn nghệ đấy mới ở Tổng cục Thuyên truyền về tiểu đoàn 2. Một thời gian ngắn, anh đã có ý kiến góp vào các cuộc thảo luận. Anh còn ít nói, nhưng ý kiến anh thường không sai vì những lập luận của anh bao giờ cũng giống với sự hướng dẫn của trên. Ít lâu sau, anh đã tham gia vào những cuộc tranh cãi sôi nổi, với nhiều lý lẽ sắc sảo như những người cán bộ chính trị khác. Mọi người không còn nhìn anh bằng cặp mắt khang khác với một người cán bộ văn nghệ ở cơ quan mới chuyển sang công tác quân sự. Cả những đồng chí cán bộ tổ chức ở đại đoàn xuống theo dõi tình hình cũng đã coi anh như một người cán bộ chính trị bình thường ở đơn vị. Trước khi lên đường đi chiến dịch, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn mắc bệnh phải ở lại hậu phương. Người ta không ngần ngại cử anh thay thế. Trường hợp này cũng không phải là đặc biệt. Nhiều cán bộ chính trị của ta đã ra nắm đơn vị chiến đấu như vây. Anh cố gắng làm quen với cuộc chiến đấu còn quá xa lạ. Trên đường hành quân chiến dịch, được phổ biến ta sẽ đánh địch ở Điện Biên Phủ. Địch ở đây đóng thành một tập đoàn cứ điểm trên cánh đồng. Có thể ta sẽ đánh địch bằng cách đào trận địa ban đêm xuyên thăng vào các vị trí địch, tự nhiên người chính trị viên này từ đó luôn luôn bận tâm đến chiếc đèn pin của mình. Anh có một chiếc đèn pin không được tốt lắm, nhiều lúc xoay đi xoay lại mãi nó vẫn không sáng, nhưng có khi để nằm yên trong ba lô trên đường hành quân tự nhiên nó bật sáng và tiêu thụ gần hết đôi pin của anh mới mua. Anh lo nhớ trong khi mình đi kiểm tra trận địa giữa cánh đồng, với tính đáng trí xưa nay của anh, chiếc đèn pin sau lưng anh bật sáng luồng ánh sáng nguy hiểm của nó sẽ kéo theo một cơn mưa đại bác địch xuống trận địa làm thương vong một số lớn bộ đội điều lo lắng cứ ám ảnh cho tới lúc anh thực tế đã đem theo đèn pin đi kiểm tra đơn vị đào trận địa trên cánh đồng anh đã làm quen với trận chiến đấu đầu tiên như thế này đêm hôm đó đơn vị đào chiến hào vào giáp vị trí địch ngày công kích tới gần lệnh của trên nếu địch đánh ra thì phải dùng hỏa lực đuổi địch và tiếp tục đào vào nửa đêm anh đang ngồi với tiểu đoàn trưởng ở sở chỉ huy tiểu đoàn, đại đội 3 ở trận địa báo cáo về, địch đánh ra rất mạnh. Anh nghĩ lúc khó khăn này mình phải có mặt ở đó. Nhưng nghe pháo địch nổ liên hồi, anh thấy hiện ra trước mắt con đường hào bị bắn phá dập nát không còn nơi trú ẩn, bộ đội thương vong nằm ngổn ngang, anh ngần ngại. Anh mong cho kẻ địch bị đánh lui chóng chóng để mình đỡ phải có mặt ngoài đó. Nhưng cuộc xung đột vẫn kéo dài. Tiểu đoàn trưởng báo cáo tình hình về trung đoàn. Tuấn lắng tai nghe anh lại mong trung đoàn thấy tình hình khó khăn sẽ ra lệnh cho đại đội ba rút lui nhưng lệnh của trung đoàn là cử tiếp tục làm nhiệm vụ nửa giờ sau ngoài trận địa báo cáo địch vẫn liên tiếp tấn công ra anh lại mong cho tiểu đoàn trưởng sốt ruột sẽ ra ngoài đó để anh ở nhà nắm tình hình chung giữ liên lạc với trung đoàn nhưng tiểu đoàn trưởng vẫn thản nhiên không tỏ dấu hiệu gì là mình sẽ ra trận địa nhiều ý nghĩ quay cuồng trong đầu anh đi thì bao nguy hiểm đang chờ anh cứ ngồi đây không ai thúc giục anh phải đi. Nhưng trách nhiệm của người chính trị viên cắn dứt. Sau này kiểm điểm, khó khăn như vậy mà cả ban chỉ huy tiểu đoàn đều ngồi nhà. Tiểu đoàn trưởng còn có lý do, anh ta phải ở sở chỉ huy chung, để theo dõi chỉ huy chung, báo cáo và nhận mệnh lệnh của trên. Còn anh, có việc gì bắt anh cứ phải ngồi đây. Nếu người ta nghi ngờ tiểu đoàn trưởng ngại Đại Bắc, anh ta còn có cả quá trình chiến đấu cũ để làm người ta phải cân nhắc. Chứ còn anh, anh không có gì có bênh vực che giấu cái điều đáng hổ thẹn, xấu xa của mình. Mặc dầu anh đã có nhiều cố gắng, người ta sẽ nhìn thấy rõ anh vẫn chỉ là một anh lính giấy không hơn. Những tính toán như vậy chưa đủ đem lại cho anh quyết tâm. Đến khi nhớ tới chiều hôm trước, anh đã nhân danh bí thư đảng ủy tiểu đoàn tới động viên chi bộ đại đội này cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đêm này. Anh quả quyết đứng dậy, bảo tiểu đoàn trưởng ở nhà, mình ra trận địa. Liên lạc viên của tiểu đoàn đã đi công tác hết, mình anh mỏ mẫm theo đường giao thông hào lầy lội, nhiều quãng bị sạt vì Đại Bắc. Phía trước, dịch bắn pháo sáng liên tiếp. Trận địa đại đội 3, khói Đại Bắc phủ mở như xương. Những bóng tối nhấp nhô, những vũng nước mưa phản chiếu ánh sáng như những mảnh gương vỡ ai dài làm chướng ngại trên đường. Chiến hào vắng ngắt, trừ bộ phận bố trí ở ngoài cùng đang chiến đấu với địch. Ở phía sau, anh em đã chui cả vào hầm ếch để tránh pháo. Thỉnh thoảng anh lại giật mình vì một quả đại bác nổ gần. Sắp tới trận địa, anh đang định dừng bước thì thấy một bóng người đứng ở ngách hào phía trước. Tới gần, anh nhận ra đồng chí đại đội phó của đơn vị này. Người cán bộ chào anh. Tuấn hỏi: "Anh em đâu? Gần đến nơi chưa?" Tuấn cố nói bằng một giọng bình tĩnh. "Báo cáo anh, còn khoảng 100 thước nữa." Tuấn không hỏi thêm, với vẻ thản nhiên, anh tiếp tục đi. Anh nghe có những bước chân nhẹ nhẹ sau lưng. Không cần phải ngoái lại, Tuấn cũng biết là người cán bộ đang đi theo mình. Tuấn im lặng tiến ra phía trước với vẻ bình thản của một người đang đi về nhà đồng chí đại đội phó đi sau anh chắc không thể biết được là nếu không có anh ở sau lưng tuấn đã dừng lại rồi chính vì có anh ta mà tuấn cứ đều chân bước mãi có lúc tuấn nhận thấy mình đã liều lĩnh đi quá xa nhưng anh không thể hỏi người cán bộ đi sau anh đã đến đâu rồi vì cảm thấy câu hỏi đó là thú nhận sự hèn nhát của mình anh cứ đi cho tới khi đồng chí đại đội trưởng từ một căn hầm nhô ra cản anh lại báo cáo chỗ đó đã nằm trong tầm lựu đạn của địch và anh ở lại trận địa với bộ đội suốt đêm sau đêm đó tuấn được coi là một người cán bộ chính trị sâu sát sông sáo mọi người không hiểu được những diễn biến tư tưởng của anh nhưng có hề chi miễn là cuối cùng anh có được những hành động như thế còn đi sâu vào tư tưởng thì thiếu gì những chuyện lắt léo khác ngay cả ở những người xưa nay đã nổi tiếng vì dũng cảm tuấn rút ra cho mình những nhận xét để chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu sau này trận địa không đáng ghê sợ như khi người ta ở xa tưởng tượng đến nó thần kinh của mình cũng không đến nỗi tồi. Nó cũng tạm đủ sức chịu đựng những tiếng rú rít của bom nạn. Cứ lăn vào việc rồi cái gì cũng sẽ quen đi. Tấn thuộc loại người có cuộc sống bề ngoài trầm lặng, bên trong nhiều khúc mắc. Mỗi chuyện ở trong đầu anh thường đọng lại và bị anh chăn trở nhiều lần. Anh nhiều tính toán. Nhưng sự tính toán đó trong phần lớn trường hợp đã làm cho anh thành một người biết điều. Mỗi lần làm được một việc khó khăn, tư tưởng anh thường phải trải qua những cuộc vật lộn khá gay go giữa cái tốt và cái xấu nhưng anh rất xem thường những tâm hồn hèn kém, thiếu nghị lực. Mấy hôm nay, Tuấn phải xuống các đơn vị hướng dẫn và theo dõi tình hình học tập thư động viên của đồng chí Đại tưởng Tổng Tư lệnh gửi tới trước giờ chiến đấu. Tất cả cán bộ và chiến sĩ đều phải thấm nhận quyết tâm của trên. Khi ra trận phải kiên quyết dũng mãnh đánh nhanh giải quyết nhanh, đánh mạnh như vũ bão, không để mất một cơ hội nào để tiêu diệt địch. Người trước ngã, kẻ sau lên. Cán bộ và đảng viên làm gương cho toàn quân mỗi một chiến sĩ đều làm gương trong khi xung phong giết giặt mỗi người đều có một khí thế rất lớn không sợ khó khăn không sợ thương vong làm cho quân địch thấy bóng quân ta là phải kinh khủng trong khi giải thích cho cán bộ và chiến sĩ những điều như thế một câu hỏi cứ xoáy trong đầu anh liệu mình có thực hiện được yêu cầu của trên không anh bị nó giày vò khó khăn này đến với anh nhiều lần từ khi anh chuyển sang công tác mới là người giáo dục bộ đội duy trì chính sách anh không thể không nói ra những điều tốt đẹp của đảng. Có người khi làm công việc này, họ không bận tâm gì, với họ nói cứ nói. Còn mình có làm được như lời mình nói hay không, lại là chuyện khác. Nhưng anh không giống những người đó. Anh nghĩ khuyên người khác làm những điều mà mình sẽ không làm là một trò bịp bợ. Anh biết trước trong trận đánh tới mình sẽ gặp những thử thách chưa từng thấy. Và cuối cùng anh tự bảo mình, không thể làm khác những điều mình đã nói. Hôm nay, anh bước vào cuộc chiến đấu với một tâm hồn thanh thản trong những giờ chiến đấu vừa qua mỗi lần một nguy hiểm dội qua người thấy mình vẫn sống tuấn cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn bình tĩnh hơn tuấn đã làm tròn nhiệm vụ ban chỉ huy phân công cho anh ở ngoài đồn anh tổ chức những đồng chí đến chậm những người lạc đơn vị những người bị thương nhẹ thành những bộ phận nhỏ đưa vào đồn tăng viện anh động viên những thương binh còn có thể đi được tự mình lui về phía sau anh đôn đốc tải thương lên cửa đột phá đưa thương binh ra đến lúc này những người còn chiến đấu được đều đã vào trong đồn tiếng rên của những chiến sĩ bị thương chưa đưa được về sau làm anh rát ruột trong đồn liên thanh lựu đạn vẫn nổ như ngô giang chứng tỏ cuộc chiến đấu còn tiếp diễn gay go anh nhớ lại thái độ trần trừ không bình thường của đồng chí tiểu đoàn trưởng khi nãy đại bắc chen bắn mạnh ở cửa đột phá một giờ rồi chưa có một thương binh nào ra thêm và nếu có ra được nữa thì những người gần chết lịm đi trên những chiếc cáng thương đó cũng không thể giúp anh hiểu rõ tình hình trong đồn anh nảy ra ý nghĩ phải lên đồn xem ra sao tuấn gọi đồng chí cán sự chính trị tiểu đoàn bảo anh ta thay mình giải quyết mọi công việc ở đây anh buộc chặt lại dây giày dây mũ dưới ánh sáng đèn dù đường qua cửa mở nằm giữa những bãi dây thép gai như có anh thợ cạo tinh nghịch chạy một đường tông đơ trên cái đầu tóc mọc bù xù đồn địch như một đống cho lớn thỉnh thoảng lại bị ai ném vào một hòn đá bụi lầm lên Tuấn dùng hết sức chạy nhanh lên chiếc lô cốt đầu tiên. Đường dốc chân làm anh ngã chúi mấy bận. Anh dừng lại thở, ngó quanh tìm một bóng thân thuộc trong đường giao thông hào. Chợt anh nhìn thấy một xác người cụt cả hai chân, nằm cạnh u súng gần đó. Tuấn vẫn chưa tránh khỏi choáng váng khi nhìn vào những vết thương. Anh đã toan bỏ qua, bước chân đi. Không biết một sức gì thúc đẩy, bắt anh phải quay lại cúi xuống xem người đó là ai. Anh buột miệng kêu lên. Đồng chí đặng và anh suýt giật bắn người khi thấy đôi mắt của xác chết chằm chằm nhìn anh như mắt người sống đôi môi mỏng nhợt nhạt của người đó mấp máy anh đỡ hoảng hốt và nhận ra đồng chí này chưa chết trong thời gian học tập chính trị anh đã đi sát theo dõi trung đội của đồng chí này người trung đội trưởng đó chiến dịch trước trong trận nà si đã tụt lại sau bộ đội không làm tròn nhiệm vụ mở cửa đột phá trước ngày đi chiến đấu tuấn đã gặp anh nhắc nhở cố gắng thực hiện quyết tâm thấy miệng đồng chí mấp máy biết anh định nói gì Tuấn ngồi ghé xuống bên. Sửa chữa được khuyết điểm rồi, tiếng nói của anh ta thều thào như một tiếng thở dài. Cổ họng Tuấn như tắc lại, nghẹn ngào một lát Tuấn nói. Hoan nghênh tinh thần chiến đấu của đồng chí. Đồng chí nằm tạm đây một lúc, tôi tìm người đưa đồng chí ra ngoài. Một nụ cười nhật nhạt nở trên môi người thương binh. Đồng chí đau lắm phải không? Cố gắng một lát nữa, tôi đi gọi tải thương đến ngay. Người trung đội trưởng không nói gì, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười Tuấn nhìn kỹ thấy hai mắt anh đờ già. Anh ngồi lặng một lúc bên xác người đồng chí. Tuấn cầm chiếc mũ nan rơi bên cạnh, đậy lên mặt đồng chí đặng, rồi nhảy xuống giao thông hào, đi sâu vào phía trong. Đơn vị nào đấy? Lên được bao nhiêu người? Tuấn nhận ra tiếng nói oang oang của tiểu đoàn trướng. Nói to với anh ta thành một cố tật. Anh đáp. Tuấn đây. Vinh nhìn Tuấn như có vẻ ngắc nhiên vì sự có mặt của anh lúc này dưới ấy còn đơn vị nào nữa không không chỉ còn toàn thương bệnh nặng tải thương đang chuyển dần về phía sau tuấn đến bên vinh hỏi nho nhỏ tình hình thế nào hết quân rồi chỉ còn mấy người đây thôi tiếng vinh vẫn oang oang tuấn ngửi thấy miệng vinh sặc mùi rượu anh ghé sát tai vinh nói nho nhỏ không anh em nghe ảnh hưởng sau khi bộ đội vào đồn tiện gần lên đến đỉnh đồi Vinh cho rằng mình đã nắm được 3 phần 4 thắng lợi. Tuy biết rõ địch đã có một thời gian dài để kiến thiết công sự nhưng Vinh vẫn nghĩ, dù sao cũng chỉ là những công sự giá chiến. Vấn đề anh tự đặt cho mình là phải làm sao đánh thật nhanh tới sở chỉ huy địch trước tiểu đoàn của quỷ. Nhưng thằng địch và cách bố trí của nó trong đồn này không giống thằng địch và cách bố trí của địch ở những nơi khác. Anh đã gặp những đợt tấn công quyết liệt và liên tiếp của tiểu đoàn anh không đạt được kết quả bao nhiêu. Ngược lại, bộ đội anh còn bị tiêu hao nặng kẻ địch khi ẩn khi hiện như những bóng ma ta đã phí nhiều sức lực thuốc nổ đạn và lựu đạn để đánh vào những chỗ không người và từng lúc chúng lại hiện ra ở những chỗ bất ngờ xả súng bắn vào ta rồi lại biến đi trong những trận đánh trước nếu ta đã lọt vào đồn địch thì không phải lo trọng pháo của chúng nữa nhưng lần này địch đã dùng mọi cỡ pháo lớn nhỏ để sát thương quân ta ngay trong đồn của chúng quá nửa đêm tiểu đoàn hai không còn đủ sức mở những đợt tấn công mạnh mẽ vào quân địch và cũng là lúc địch bắt đầu phản kích. Dựa vào pháo lớn, xe tăng, súng phun lửa và lực lượng cơ động của Mường Thanh lên tiếp viện, những đợt phản kích của địch khá mạnh và khá liên tục. Cán bộ, chiến sĩ ta còn lại trong đồn phải dàn thành một tuyến mỏng trên các vị trí đã chiếm được để chống địch phản kích. Họ tổ chức thành những bộ phận nhỏ tự động tác chiến. Chỗ Vinh đứng chỉ còn có 7 người, kể cả anh đại đội trưởng khỏe. Người đại đội trưởng này bắt đầu làm công việc của một tiểu đội trưởng, một chiến đấu viên đạn địch hình như tránh anh ta do sự chiến đấu gan dạ của anh những đợt phản kích của địch về hướng này đều bị đánh lui có một điều lạ cứ sau khi đánh địch xong lại không thấy anh ta đâu vinh lúng túng không biết trong tình hình này nên giải quyết thế nào quân số còn rất ít tấn công địch thì không có lực lượng chả nhẽ cứ cố thủ bám lấy mấy đường hào chờ địch tiêu diệt đến người cuối cùng có nên rút không vinh muốn đem việc đó bàn với khỏe nhưng anh tự hỏi mình có nên đưa vấn đề này ra với cấp dưới giữa lúc ấy vinh bỗng thấy gian hầm bên cạnh có ánh đèn sáng vinh sụp vào thấy khỏe lúi húi trong đó không biết anh ta làm thế nào kiếm được cả bình pin và bóng đèn giấu dây thép sáng trưng khỏe đang gạt chiếc dầm đổ kẻo ra mấy hòm lựu đạn mắc kẹt thấy tiểu đoàn trường và dáng điệu tư lự mỏi mệt khỏe dúi vào tay vinh một cái chai và nói anh làm tí cho nó nóng người vinh nhìn nhãn hiệu ngoài chai một loại rượu nặng của pháp anh ghẻ vỡ cổ chai vào hòm đạn và tu một phần ba chai rượu như uống nước suối giá mọi khi uống như vậy thì say lắm nhưng lúc này vinh vẫn thấy mình tỉnh táo từ ụ súng gần đó thỉnh thoảng lại vọng tới những tiếng lóng lạ tai của người chiến sĩ điện thanh nhờ có phương tiện thông tin này sau khi vào dồn vinh đã liên lạc được với trung đoàn anh báo cáo kịp thời với cấp trên tất cả tình hình nhưng không có triệu chứng gì tỏ ra cấp trên sẽ cho đơn vị anh rút lui giữa lúc ấy chính trị viên tiểu đoàn lên gặp anh nghe tiểu đoàn trưởng nói sơ qua tình hình tuấn hỏi tại sao địch vẫn cứ bắn đại bắc vào trong đồn không hiểu ra thế nào tuấn hỏi tiếp những hầm như thế này có chịu được đại bắc không đấy sang bên cạnh mà xem còn mấy chiếc này cũng sắp sập nốt với nó bây giờ nó bắn vào đồn như vậy chắc nó phải có chỗ ẩn nấp tốt tất nhiên rồi qua những câu trả lời như thế của tiểu đoàn trưởng tuấn hỏi sang chuyện khác từ tối đến giờ chính vì trung đoàn có chỉ thị gì không? Có nhắc quyết tâm, à, còn dặn làm đúng chính sách thương binh. Tuấn lần theo những ngách hào chặt hẹp, tanh lợm mùi vỏ đồ hộp, mùi máu và mùi thuốc súng. Thương binh nằm khắp mọi nơi. Nhận ra Tuấn, các chiến sĩ lộ vẻ vui mừng. Chính trị viên cũng lên đây với anh em chúng tôi à? Câu nói chắc là thực thà của người chiến sĩ đến với Tuấn vừa như một lời khen, vừa như một lời phê bình đúng là mình chưa thực gắn bó với họ các chiến sĩ nêu cho anh nhiều câu hỏi rất khó trả lời sắp giải quyết xong đồn chưa đồng chí tình hình thế nào mà cứ để nó phản kích mãi anh em ở ngoài vào hết chưa anh nhận thấy họ có nhiều thắc mắc nhưng họ đều nghĩ là trước sau cũng tiêu diệt được đồn tuấn đi về phía có tiếng người kêu to đến gần anh nghe một giọng nói như giọng nói của người say rượu cán bộ đâu học tập rồi mà bỏ anh em đây à chính sách để đâu một người đứng quay lưng lại phía tuấn đang nói với anh ta làm thằng chiến sĩ bị thương một tí mà kêu gào như trẻ con không trông thấy tù binh ngồi lù lù kia à người đó nói xong quay ngoắt lại đi về phía tuấn tuấn nhận ra đại đội trưởng khỏe đôi mắt sâu đầy vẻ cáu giận khỏe thấy anh chỉ nói đồng chí đã lên rồi đi thẳng tuấn nghĩ mình phải gặp người thương binh này đến gần thấy chính trị viên thọ đang ngồi bên anh ta thọ nhìn tuấn mỉm cười gật đầu chào miệng vân tiếp tục nói không cán bộ thì ai đang ngồi cạnh đồng chí cán bộ đang chiến đấu cả ngoài kia lát nữa tóm được thằng quan tư bắt nó đến đây khênh đồng chí ra ngoài đừng la nữa tây nó cười cho đưa tay đây tôi băng lại nào giọng nói của người trinh trị viên đại đội nửa như dỗ dành nửa như vui đùa đây này cả chính trị viên tiểu đoàn cũng đến thăm đồng chí đồng chí xem có phải chính trị viên tiểu đoàn không nào. Tuấn lại bên người chiến sĩ. Đồng chí không nên nói như vậy, cán bộ không bỏ đồng chí. Chúng tôi lúc nào cũng ở bên các đồng chí. Người thương binh gieo to. a à, đồng chí bí thư đây rồi. Tôi trông thấy đồng chí là tôi trông thấy đảng. Căm thủ giai cấp để đâu. Không diệt xong đồn thì tôi không về. Còn thằng nào đánh thằng ấy, còn răng nào bừa răng ấy. Xê ra cái thằng ma dốc này anh ta dùng cánh tay còn lại đẩy người chính trị viên đại đội. Thọ vẫn bình tĩnh. Kìa, đồng chí lại nhầm. Chính trị đây mà. Thọ dâu đây, ma dốc làm gì có áo chấn thủ như thế này. Lúc đó Tuấn mới nhận ra vết thương quá nặng đã làm người thương binh mê sảng. Anh ta không chịu nhận người ngồi bên là chính trị viên, cứ xua quẩy quậy. Nhưng anh ta lại nhận Tuấn là đồng chí bí thư. Thọ đưa miếng gạc bông và cuốn băng cho Tuấn. Vậy thì đồng chí bí thư đồng chí băng hộ đồng chí đó Người thương binh ngoan ngoãn chìa cánh tay bị thương ra cho Tuấn. Lần đầu trong đời Tuấn làm công việc này, băng cho một người chiến sĩ bị thương trên mặt trận. Chạm vào những chỗ đau của người thương binh, Tuấn thấy bút tận ruột. Có lúc anh xây sầm mặt mày. Làm xong, Tuấn vui mừng như vừa vượt được một khó khăn, thấy mình gần với anh em hơn. Khi người thương binh đã chịu nằm im, hai người kẻo nhau ra một quãng hào vắng. Thọ nói, thương binh rất nhiều, cửu thương, y tá không còn ai, anh em phải bố trí chống địch phản kích. Tôi đi băng cho anh em mãi vẫn không xuể. Đồng chí cho ý kiến nên giải quyết thế nào? Tuấn chợt nhớ ra một số đồng bào bị địch bắt vừa được ta giải phóng. Anh đã gặp họ ngồi trong các giao thông hào. Ta có thể nhờ các đồng bào khiêng dần anh em ra ngoài không? Ngoài cửa đột phá địch bắn dữ lắm. Không hiểu họ có chịu đi không? Thử gắng động viên họ xem. Họ định đi thì Tuấn giữ lại. Tình hình địch như thế nào mà lại không đánh được? trên đỉnh đồi địch có một chiếc lô cốt cố thủ có lẽ khi ta đánh địch thụt cả vào trong đó rồi dùng đại bắc tiêu hao ta khi thấy ta yếu là chúng xông ra phản kích từ nửa đêm đến giờ quân chúng phản kích mạnh có anh em nói hay là bọn chúng có đường hầm đào từ mường thanh lên điều này tôi chưa tin hẳn tình hình không sáng rõ được thêm bao nhiêu tuấn và thọ cùng đi gặp đồng bào bị địch bắt mới được giải phóng sau khi được động viên họ sốt sắng nhận đưa thương binh ra ngoài những chiếc cáng thương binh vượt qua cửa đột phá rất khó khăn. Tuấn tìm vào hầm người chiến sĩ Diện Thanh. Anh định báo cáo tình hình với trung đoàn và xin chỉ thị mới. Anh đã thấy nghi ngại người bạn tiểu đoàn trưởng của mình. Người chiến sĩ Điện Thanh nhận ra anh vội nói. Báo cáo đồng chí, trung đoàn vừa gọi xong. Lệnh của trung đoàn là giữ vững trận địa, điều tra kỹ tình hình địch chờ bộ đội lên thêm, quyết tâm tiêu diệt A1 đến cùng những lời nói của người chiến sĩ lưu loát và nóng hổi như tiếp cho Tuấn một sức mạnh. Tiếng tiểu liên nổ gian, địch lại phản kích, khỏe bê một hòn lựu đạn đặt đánh uy trên bờ hào và nhanh nhẹn nhảy lên mặt đồn. Anh nép mình sau một mô đất quảng lựu đạn liên tiếp về phía quân địch. Vinh đang loay hoay tìm chỗ đặt tiểu liên bắn địch, bỗng thấy một vật rơi bộp cạnh chân. Do một phản ứng rất nhanh, anh chàng tay hất mình lên trên giao thông hào. Anh mới tung được thân người lên, đầu vẫn ngả vào trong hào, Quả lựu đạn của địch đã nổ, ngồi được lên miệng hào, thấy hòm lựu đạn của khỏe, anh nhạt ném về phía địch tới tấp. Một lát bọn chúng lại biến đi. Vinh bị mấy mảnh lựu đạn nhỏ bắn vào dầu. Tiểu đội trưởng huy chạy lại dở cuột băng cá nhân băng cho Vinh. Vinh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào vách hầm, anh cảm thấy như có răm bảy chiếc đinh lớn đóng vào đầu mình. Mình đã là một thương binh, có thể về quân y được rồi. Nhưng anh lại nghĩ nếu về đến đó những vết thương của mình chỉ rất nhẹ. Giá bây giờ chính trị viên tới bắt anh phải rút lui về phía sau, anh đi sẽ yên tâm hơn. Nhưng Tuấn chỉ vào hỏi thăm qua loa vết thương của anh rồi bàn phải củng cố chờ tăng viện tiếp tục tiêu diệt đồn. Lúc đó anh lại tìm cách tự động viên mình. Chả nhẽ anh em còn cả đây, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà mình lại bỏ về. Vừa rồi mình đã ném gần chục quả lựu đạn vào bọn địch. Chính một mình đã thấy những quả lựu đạn của mình xua chúng chạy như gà. Đã mấy tiểu đoàn trưởng làm được như mình, đã cố được thế thì ta cố thêm tí nữa. Chết được người cũng có dễ đâu. Vừa rồi mình chẳng đã chỉ cách cái chết không đầy một gang là gì. Vinh cứ tự khuyến khích mình như vậy. Bỗng anh chú ý đến một đôi giày đi nằm trong bóng tối. Lúc này đã bình tĩnh hơn, nên anh nhớ tới đôi giày anh đang dùng là chiến lợi phẩm từ chiến dịch trước, vẹt gót và méo mó cả rồi. Đã có lúc anh nghĩ là phải thay nó. Một đôi giày tốt rất cần cho anh khi vượt rào gai, khi sông sáo trong đồn nhân tiện thử xem nếu vừa thì thay luôn vĩnh nhích lại gần cầm lấy một chiếc giày anh giật mình rụt tay lại như người chạm phải điện đôi giày cưỡng lại tay anh đúng là nó còn mắc ở chân người tên lính địch này chết hay còn sống vinh vội với chiếc đèn pin bấm vào xó tối một thằng tây nằm dài ở góc hầm đang đào đôi mắt trắng rã nhìn về phía anh bất chợt gặp ánh đèn nó nhíu mắt lại biết đã lộ nó vội nói ngay bằng một giọng ồm ồm tôi bị sốt rét từ lúc các ông vào đến giờ tôi vẫn nằm im như thế này tôi không bắn một phát súng nào công việc của các ông đã xong chưa giọng nói của nó tuy đượm vẻ sợ sệt vẫn làm vinh lạnh gáy cái đồn địch này như một bát quái trận đồ địch xuất hiện ở bất kỳ một ngóc ngách nào từ trong những xó tối kia một ánh lửa có thể bất thần lóe lên và một viên dạn xuyên qua ngực anh vinh soi đèn khắp chung quanh rồi hỏi nó còn đứa nào trong này nữa không không đứng ngay dậy đi ra ngoài. Nó lồm ngồm chui ra khỏi hầm, không đợi Vinh phải ra lệnh. Nó vươn cổ ngả đầu về phía trước, giơ cao hai tay, tiếng nói của nó rên rỉ như khóc. "Tôi xin thề với ông tôi không phải là người Pháp. Mẹ tôi là người Angeri, tôi đẻ ở Constantin." "Im đi, tao không bắn mày đâu. Tao đưa mày ra kia ngồi với bọn chúng mày." Hết phần 2.